Chào mừng quý anh chị quay trở lại với Nghiện Nhà Vinhome. Ngày hôm nay thì tôi sẽ đưa đến quý anh chị cái thông tin về sa bàn ảo, cũng như là hướng dẫn quý anh chị sử dụng sa bàn ảo của Vino Ocean Park 3, The Crown, Vinhome Đại An. Thì như quý anh chị thấy ở trên màn hình thì là cái vị trí của Vino Ocean Park 3, Vinhome Đại An thì nằm ở một vị trí giao thông kết nối cực kỳ tốt. Ví dụ như quý anh chị nhìn thấy ở đây, bên phía bên trái này thì sẽ là hướng đi quốc lộ 5A. Và vuông góc với nó thì là sẽ có đường vành đai 3.5, đường 60m xuyên qua dự án, giữa dự án Vino Ocean Park 2 và Vino Ocean Park 3. Đường vành đai 3.5 này thì hứa hẹn thì sẽ là một cái điểm giao thông cực kỳ là tốt và kết nối. Hứa hẹn là cái giá trị của bất động sản quanh đường vành đai nó sẽ giá tăng rất là cao và nó có giá trị hơn rất là nhiều. Tiếp theo là đường cao tốc, đường quốc lộ 5B, cao tốc Hà Nội Hải Phòng, cũng nằm ngay cạnh dự án, bên cạnh là phân khu của Vino Ocean Park 2, và đi ngay đường xuống dưới thì là Vino Ocean Park 3, nằm ngay cạnh đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng luôn. Tiếp theo là nằm giáp các con sông, sông Bắc Hưng Hải, như quý anh chị thấy ở đây. Thì là vị trí của Vino Ocean Park 3 thì nhìn chung là rất là đẹp, và cái tiềm năng tăng giá của bất động sản khi mà thứ nhất là gần đường giao thông, thứ hai là ven các con sông thì sẽ hứa hẹn một cái giá trị bất động sản tăng rất là nhanh. Và đây là cái sa bàn ảo 360 độ của Vino Ocean Park 3. Như quý anh chị thấy ở đây thì là chúng ta sẽ có những cái phân khu, phân khu đảo ngọc ở đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào sâu hơn một chút về cái tổng quan của dự án. Khi mà quý anh chị chọn phần tổng quan thì sa bàn ảo nó sẽ hiện ra cho quý anh chị tất cả những cái phân khu, ví dụ như phân khu thời đại sẽ mở bán gần đây nhất là đầu tháng 10 năm 2022 này. Thì là quý anh chị nào mà quan tâm đến những căn hộ tại phân khu thời đại nằm giáp ngay đường vành đai 3.5 đây, và Vincom và Paris Bay luôn, ngay biển nhân tạo luôn, thì cái phân khu thời đại này là một trong những cái phân khu có thể nói là đẹp nhất của Vino Ocean Park 3, mở bán đầu tiên thì sẽ có cái giá tốt nhất. Thì quý chị nào mà quan tâm đến những cái căn hộ như là liền kề, đơn lập, song lập, shop house thì có thể liên hệ thẳng với Nghiện Nhà Vinhome qua số điện thoại trên màn hình để lựa chọn căn ngay từ bây giờ. Tại vì ngay từ bây giờ là quý chị đã có thể cọc thiện chí những căn tại phân khu thời đại này rồi. Và đặc biệt là những quý anh chị nào mà lựa chọn cọc thiện chí từ thời điểm này thì sẽ có rất là nhiều ưu đãi, lựa chọn căn sẽ sớm hơn, và những căn đẹp thì sẽ ưu tiên quý anh chị là có booking. Thì như quý anh chị thấy ở đây thì hiện tại là Vino Ocean Park 3 có 8 phân khu. Phân khu thời đại mở bán đầu tiên, phân khu Vịnh Thiên Đường nằm ngay cạnh Paris Bay, phân khu Phố Biển, phân khu Ánh Dương, phân khu Vịnh Xanh. Vịnh Xanh thì này sẽ là đảo view sông bên này, và sẽ là đảo Kín, phân khu Kín, phân khu Đảo Ngọc cũng là một phân khu Kín. Và phân khu Đảo Ngọc này sẽ dự kiến là sẽ có cái giá cao nhất của Vino Ocean Park 3. Vịnh Tây, phân khu Hải Đăng. Thì phân khu mở bán đầu tiên thì sẽ là phân khu thời đại, nằm cạnh Paris Bay, nằm cạnh biển nhân tạo và nằm cạnh khối 10 chung cư 30 tầng của Vino Ocean Park 3. Như quý anh chị thấy ở đây thì nó sẽ có một khối chung cư 10 tầng ở đây, và cái mật độ chung cư sẽ rất là giãn, đảm bảo cho quý anh chị là khi mà sở hữu những cái căn hộ tại Vino Ocean Park 3, đặc biệt là phân khu thời đại, thì là sẽ dự kiến là những cái phân khu gần những tòa chung cư thì sẽ được đưa vào ở cũng như là cho thuê sớm nhất. Bởi vì là khi mà những cái tòa chung cư được xây dựng thì cư dân ở chung cư sẽ về ở sớm hơn so với biệt thự, và đặc biệt là sẽ có một cái công viên chính ở đây. Ở hiện tại thì là bên phía Phố Biển này thì sẽ có là những cái tòa nhà ở xã hội, và đặc biệt là sẽ có một cái phân khu Hải Đăng ở đây, thì sẽ đi thẳng ra quốc lộ 5A và Đảo Ngọc ở đây. Đặc biệt như quý anh chị biết thì những cái phân khu mở bán đầu tiên ấy, thì nó sẽ có một cái giá rất là tốt và phù hợp cho quý anh chị, và những cái booking đầu tiên này thì sẽ có cái giá trị rất là nhiều. Ví dụ như là khi quý anh chị khai trương cái hồ biển nhân tạo này thì quý anh chị sẽ được sở hữu những cái vé mà chỉ có khách hàng nào mà có booking thì sẽ ưu tiên là có vé.
ưu tiên 50 khách hàng đặt booking sớm nhất thì sẽ là có quyền lợi đặc biệt dành cho 50 khách hàng booking, và sẽ có quyền lock căn một căn hoa hậu khi mở bán. Ưu tiên đối với nhóm số lượng booking nhiều nhất thì là sẽ được booking tối thiểu là 10 booking. Thì quý anh chị nào mà đang quan tâm đến những căn hộ ở Vino số mốc 3 này rồi thì nên lựa chọn là booking, tại vì khi mà Ocean Park 3 này ra ấy, thì cái số lượng căn nó sẽ ít hơn Ocean Park 2, và cái những cái căn đẹp thì là mình sẽ được lựa chọn đầu tiên. Và khi mà chúng ta được lựa chọn những căn đẹp thì cái tiềm năng tăng giá cũng như là cái khả năng thanh khoản sẽ cao hơn, mà đặc biệt là phân khu thời đại thì cái giá căn hộ đây chúng ta sẽ đi vào phân khu thời đại luôn. Đây, nhìn sang phía bên này cho quý anh chị dễ hình dung. Thì phía bên trái này, bên phải này thì sẽ là biển nhân tạo. Phân khu thời đại thì diện tích căn là 55,2 đến 258,7 m². Phong cách kiến trúc của phân khu thời đại là Đông Dương. Số lượng căn là 1.313 căn. Tiện ích của phân khu là quảng trường thời đại. Chúng ta sẽ đi qua cái quảng trường thời đại nhé. Đây sẽ là công viên thời đại của chúng ta, và sẽ có một cái biểu tượng là đồng hồ ở chỗ này, tháp đồng hồ Đông Dương. Như quý anh chị thấy số 2 là tháp đồng hồ Đông Dương, nó sẽ nằm ở đây. Đó là điểm nhấn đặc biệt của cái phân khu này. Và những cái căn song lập, đây sẽ có hai dãy căn song lập này nhìn thẳng ra công viên quảng trường thời đại. Thì là sẽ quý anh chị nào mà thường thường những cái quý anh chị nào mà booking ấy, mà đầu tư ấy, thì sẽ lựa chọn những cái căn song lập đối mặt vườn như thế này, thì vừa đầu tư cho thuê cực kỳ tốt mà khả năng thanh khoản thì cực kỳ cao. Tuy nhiên là giá nó sẽ hơi cao một chút, thì quý anh chị nào muốn tham khảo thì liên hệ với Nghiện Nhà Vinhome để tư vấn cho quý anh chị xem là cái tầm giá cũng như là cái khả năng đầu tư của những căn hộ tại đây. Đường dạo massage yoga, vườn yoga dưỡng sinh, sân chơi trẻ em, vườn cờ kết hợp dàn hoa leo, bể bơi phong cách resort, bể bơi ngọc trai. Thì như quý anh chị thấy ở đây thì sẽ có khối 10 nhà chung cư. Đây, chúng ta nhìn ở đây sẽ dễ hơn này. Khối 10 nhà chung cư thì nhìn ở cái phần tổng quan sẽ dễ hơn. Đây, 10 tòa chung cư thì nó sẽ nằm ở phân khu thời đại và phân khu Vịnh Tây, thì sẽ nằm trải dài ở đây. Tuy nhiên là cái mật độ dân cư, mật độ chung cư sẽ rất là giãn ra, và cái khoảng cách rộng cây xanh rất là nhiều. Ở trong phần ở sa bàn ảo thì sẽ có thêm đó là đại tiện ích vịnh biển 4 mùa Paradise Bay. Đây, như quý anh chị thấy thì sẽ là công viên trung tâm này, hồ này. Và bên này thì chúng ta sẽ có những cái tiện ích như là cầu trượt hay là những cái bể bơi Olympic, tiêu chuẩn Olympic ở đây, dài 100 m. Thì quý anh chị nào mà sử dụng cái sa bàn ảo này thì sẽ biết được từ Ocean Park 2 và Ocean Park 1 thì cũng sẽ biết được là những cái như thế này thì đã có sẵn ở từng cái dự án rồi. Vino Ocean Park 2 cũng có và Vino Ocean Park 1 cũng có. Đây là đảo Ngọc, nhìn thẳng ra cái hồ biển tạo sóng nhân tạo ở đây. Đây, quý anh chị thì có thể mở trên cái màn hình nhỏ này, sẽ đây là đảo Ngọc Trai, và bên này thì sẽ là hải âu san hô, và đây thì sẽ là cái sa bàn ảo của Vino Ocean Park 1, và đây sẽ là đảo Ngọc Trai, và bên này sẽ là Vinuni, bên này sẽ là bệnh viện Vinmec. Đây, chúng ta có nhìn thấy đây thì tất cả những cái sa bàn ảo này thì các dự án của Vinhome đều xây dựng những cái sa bàn ảo để cho quý anh chị lựa chọn căn dễ hơn và có thể nhìn tổng quan được cái dự án. Về nội thất nhé, ví dụ những một số căn song lập view quảng trường của phân khu thời đại thì sẽ có một cái nội thất. Đây là view nội thất cho quý anh chị nào mà quan tâm đến những cái căn mà bàn giao đầy đủ nội thất. Chúng ta sẽ đi vào phòng khách.
Đây, quý anh chị thấy đây. Quý anh chị nhìn thấy trên màn hình đây là diện tích căn điển hình là 177,7 m², đấy là diện tích xây dựng. Và tầng 1 sẽ rộng là 82,2 m, tầng 2 là 83,7 m, tầng 3 là 86,1 m và tầng 4 là 88,5 m. Nếu mà quý anh chị nhìn ở trên cái sa bàn ảo này thì sẽ nhìn cái phòng khách hơi bé. Tuy nhiên là quý anh chị nào mà muốn tham quan những cái căn mà diện tích tương đối như thế này nhưng mà nó thực tế thì nhìn sẽ rộng hơn rất là nhiều. Đây là phòng ngủ đây. Ở Vinhomes Ocean Park 3 thì sẽ có nữa là bộ đôi tòa tháp văn phòng 30 tầng hiện đại. Đấy, sẽ có đầy đủ những cái tiện ích mà quý anh chị có thấy được là chủ đầu tư sẽ xây dựng hai tòa tháp văn phòng ở ngay cái cạnh ngay cạnh đường vành đai 3.5. Đây, như quý anh chị thấy sẽ có hai tòa tháp văn phòng ở chỗ này. Và đặc biệt là phân khu thời đại, một cái vị trí là cực kỳ đẹp. Đây là đường vành đai 3.5, bên này là Vincom của Vinhomes Ocean Park 2 thì sẽ cả hai dự án này sẽ sử dụng chung những tiện ích. Như là Vincom, chúng ta chỉ cần đi qua cái cầu, khi mà chúng ta có cái cây cầu ở đây hoặc đi qua đường là sang Vincom rồi. Đặc biệt là phân khu thời đại nó là cái lợi ích như thế. Thứ hai là sử dụng những cái tiện ích shop house từ tầng 1 của chung cư thì là phân khu thời đại cũng sử dụng được luôn mà không phải đi xa. Ví dụ như ăn sáng hay là mua thuốc thang thì là những cái căn shop house ở tầng 1 của chung cư thì sẽ có sẵn luôn. Thì khi chúng ta về ở thì sẽ cực kỳ là hợp lý và không phải di chuyển quá dài. Đặc biệt là khi mà di chuyển ra hồ nhân tạo này thì cũng không quá xa. Tuy nhiên là nó ở đằng sau phân khu Vịnh Thiên Đường nên là cái giá của phân khu thời đại sẽ tốt hơn, sẽ thấp hơn so với cả Vịnh Thiên Đường. Bởi vì Vịnh Thiên Đường là view thẳng ra đây rồi. Tuy nhiên là chỉ cần đi vài bước chân qua đường thôi là sang cái hồ nhân tạo này rồi thì chúng ta cũng... Nếu mà là quý anh chị thì quý anh chị sẽ đầu tư ở phân khu thời đại hay là phân khu Vịnh Thiên Đường. Đấy, thì nó sẽ phù hợp cho từng quý anh chị. Sau bàn ảo này thì chúng ta có thể nhìn tổng quan được cả Vinhomes Ocean Park 2 và Ocean Park 3. Đây là biển hồ tạo sóng của Ocean Park 2 này và dãy chung cư cũng như là đảo Ngọc Trai bên này. Nằm bên cạnh này thì sẽ là Ocean Park 3 với 8 phân khu, diện tích xây dựng của Ocean Park 3 thì sẽ bé hơn so với Ocean Park 2. Quy mô khoảng 294 hectare, tổng vốn đầu tư khoảng 32.000 tỷ. Tổng số căn thấp tầng của Vinhomes Ocean Park 3 thì sẽ là 8.458 căn. Thuộc hai huyện là Văn Giang, Văn Lâm của Hưng Yên. Thì quý anh chị nào mà quan tâm đến cái dự án Vinhomes Ocean Park 3 hay là Ocean Park 2 thời điểm hiện tại thì có thể liên hệ trực tiếp với nghệ nhà Vinhome để tư vấn chọn căn cũng như là tư vấn cho quý anh chị cũng như là nhận booking xử lý những cái căn cho quý anh chị vào cái thời điểm này và nhận booking, đặc biệt là nhận booking và đưa cho quý anh chị những cái ưu đãi đặc quyền của những khách hàng đặt booking thời điểm này. Thì khi mà khai trương hồ tạo sóng hay là khai trương biển nhân tạo hay là những cái dịch vụ tiện ích sử dụng đầu tiên ấy, thì quý anh chị nào mà có booking thiện chí đầu tiên thì sẽ được ưu tiên rất là nhiều, lựa chọn căn cũng như là tất cả mọi thứ. Thì quý anh chị hãy liên hệ với nghệ nhà Vinhome để hỗ trợ quý anh chị nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.